Ai nào, chào đứng lên, đứng lên. Nói lại đi. Phát biểu lại nào. Rồi bạn tiếp nào, bạn tiếp đi. Bạn tiếp nói cho tại sao làm cổ là thế nào, làm cổ là như thế nào mới gọi là làm cổ. Làm cổ là làm gốm. À, làm cổ là làm gốm, đúng rồi. Ở đây làm cổ làm gốm nhưng mà có một cái gì quyết định mà làm cổ. Đây, chị lớn này, trả lời vào đây. Thôi, cứ nói đi, cứ nói đi. Là nghề bát tràng nó từ ngày xưa. À, là cổ là có từ ngày xưa. Lâu lâu lắm, lắm, lắm rồi. Cái gì là đồ gốm nào? Cái gì là đồ gốm nào? Ví dụ. Ví dụ cái gì là đồ gốm? Cái gì là cái gì? Như này nhá, trong nhà các con này có cái gì mà con biết làm đồ gốm? Đây là cốc. À đúng rồi, giỏi đấy. À trà nào? Thích nào? Trà. Cốc có rồi, cốc có rồi, cốc có rồi. Là gì nữa? Đĩa đúng rồi. Có gì nó quy nhỉ? Hoa đúng rồi. Con bình tĩnh nhé. Chờ con chờ này. Chào mừng chú.